một cái bài báo của nước ngoài khá uy tín, và họ đánh giá rằng là Lâm Đồng sở hữu một cái vùng đất mà trồng hoa tốt nhất châu Á. Nếu mà ở nơi đây được phát triển một cái ngành hoa thì nó có thể là ghi danh cái vùng đất Lâm Đồng này trên bản đồ hoa của thế giới. Cái ngày mà khi mà tôi khởi nghiệp thì tôi lúc đó là vào năm thứ 3 thì tôi thấy là thị trường ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội thì bắt đầu manh mún là hoa ngoại nhập. Cá nhân tôi đứng ở trước một cái sự lựa chọn là tôi có bắt theo cái xu thế đó không để sử dụng hoa của nước ngoài, hay là tôi sẽ ủng hộ hoa Việt Nam. Ngay thời điểm đó, nếu mà tôi chọn cái hoa nước ngoài để đi phát triển tiếp cái dòng sản phẩm của mình á, thì lúc đó cái người nông dân họ cảm thấy họ không được ủng hộ, và họ sẽ không còn cái động lực để sáng tạo, tạo ra những cái dòng hoa mới. Công nghiệp hoa của Việt Nam có thể sẽ bị mất đi. Khi mà giải quyết những bài toán đó, xã hội đó bạn là người đi đầu thì sẽ phải đánh đổi rất là nhiều cái đau thương. Tại vì tất cả đều là về thử và sai. Và bạn phải nghĩ ra một cái tầm nhìn đủ lớn để làm sao bạn truyền được cái cảm hứng cho những người đi theo bạn. Khởi nghiệp để chạm đến những nỗi đau của xã hội và giải quyết bài toán đó bằng giải pháp công nghệ. Đó là lý do thôi thúc anh Phạm Hoàng Thái Dương, một kỹ sư công nghệ thông tin, từ bỏ công việc quen thuộc và dấn thân vào lĩnh vực đầy tính thử thách và rủi ro thời bấy giờ. Xây dựng hệ thống điện hoa để giúp các sản phẩm hoa Việt dễ dàng đi vào thói quen của người tiêu dùng. Cái ngành điện hoa của cái cách đây 10 năm rất là sơ khai, và nó chỉ là manh mún. Trong khi đó ở Việt Nam tại thời điểm đó thì một người mà muốn sử dụng dịch vụ điện hoa thì họ phải ra một cái shop hoa cụ thể để họ có thể vận chuyển trong cái khu vực của cái thành phố của mình thôi. Nếu mà vận chuyển xa hơn họ phải ra bưu điện, và có những cái bất cập như là họ không thể chọn được những cái mẫu hoa, hoặc là họ không biết được rằng là cái hoa đó giao có hình dáng như thế nào. Hồi xưa đối với mình điện hoa là một cái dịch vụ nó khá là lạ lẫm. Vì lúc đó khi mà mình đặt một cái điện hoa nó cực kỳ khó luôn. Tức là về cái dịch vụ cũng như là cái quy trình sản xuất, quy trình xử lý đơn hàng đều không có cả. Giấc mơ điện hoa bắt đầu trong sự hoài nghi của tất cả mọi người về tính khả thi, đơn độc trên con đường hiện thực hóa ước muốn. Để có tiền trang trải toàn bộ chi phí, anh Dương đã phải tự mình thực hiện tất cả các công việc, từ lập trình tới nhận đơn hàng, mua hoa về cắm và tự mình giao hoa. Hành trình thử và sai để đi tìm một con đường đúng chưa bao giờ là dễ dàng. Ngay cả tôi bán những đơn đầu thì không ai mua, bởi vì họ bảo rằng là nếu mà mua hoa của tôi á, thì họ đã có mối hết rồi, và mua hoa của tôi về không biết là họ có dùng được hay không, và tôi có cung cấp ổn định hay không. Thì có rất là nhiều cái hoài nghi, và người ta có thể mua cả nể một hai lần nhưng mà sau đó họ không mua. Ví dụ như là tại vì cái quy trình của tôi lúc đó nó còn rườm rà quá, nó dẫn đến là cái giá hoa nó tăng cao. Khi tôi đi giao hoa chẳng hạn, tôi đối diện với một cái điều là khách hàng sẽ liên tục gọi điện cho tôi rằng là hỏi là hoa giao tới chưa, giao đến tới đâu rồi, hoa đẹp hay không, khách hàng phản hồi thế nào. Thì khách hàng hỏi liên tục như vậy nên là tôi mới chế ra được một cái app tôi cài vào trong điện thoại chẳng hạn. Thì khi mà trước khi đi giao, tôi sẽ gửi cho khách hàng một cái app của tôi sẽ gửi cho khách hàng một tin nhắn để khách hàng có thể theo dõi cái quá trình tôi đang đi giao hàng như thế ra sao. 3 năm để hoàn thành hệ thống, nắm bắt thị trường cũng như không biết bao nhiêu lần chầy chật trong quá trình vận hành duy trì bộ máy. Những thành quả bước đầu đã mỉm cười với chàng trai kiên định. Dù chỉ với 2 nhân viên làm việc tại một văn phòng ngõ nhỏ trong hẻm, nhưng mô hình khởi nghiệp ban đầu của Phạm Hoàng Thái Dương đã được Google chọn để giới thiệu cho các doanh nghiệp trong nước và khu vực. Thương hiệu hoa yêu thương của anh cũng từ đó đã được các quỹ đầu tư
các đơn vị truyền thông chọn là một trong 5 công ty được vinh danh về khởi nghiệp. Tâm ơi, có đơn nha Tâm ơi. Chú Bảo có thêm đơn gấp nha chú Bảo. Anh Hùng ơi, có đơn nha. Nếu khách hàng nhận đơn thì đơn sẽ nằm trên web cắm hoa. Điều phối sẽ phân đơn cho thợ theo thứ tự từ trên xuống dưới. Trong mô hình làm việc tại Hoa Yêu Thương thì ban giám đốc đã cung cấp cho các thợ cắm hoa một cái công cụ, đó là sử dụng smartphone để nhận đơn hàng trực tiếp từ máy tính của các bạn điều phối điều hành. Khi mà các bạn đăng ký một đơn hàng cho một thợ cắm hoa thì đơn hàng đó sẽ được hiển thị lên trên điện thoại của bản thân mình. Và trong cái đơn hàng đó sẽ có tất cả những yêu cầu từ khách hàng đưa tới, như là màu hoa như thế nào, số lượng hoa như sao, hoặc là khách có những cái yêu cầu nào khác. Để có được những mẫu hoa đẹp, cứ 3 tháng, anh Dương lại tổ chức một cuộc thi cắm hoa cho nhân viên để tìm kiếm những mẫu thiết kế mới. Tất cả các mẫu hoa xuất hiện trên website đều do Hoa Yêu Thương lên ý tưởng và tự thiết kế. Mẫu hoa không phù hợp, không bán được liên tục sẽ được thay thế để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Đặc biệt, các tác phẩm luôn được làm từ các loại hoa và chất liệu phụ kiện trong nước. Và tôi muốn rằng là xây dựng một cái dịch vụ điện hoa mà tôi chỉ sử dụng hoa của Việt Nam. Có nghĩa là tôi sẽ sử dụng hoa của Đà Lạt, tôi sử dụng lá của Bến Tre, tôi sử dụng những cái hoa lan của khu vực Củ Chi và những cái đồ thủ công mỹ nghệ của Lái Thiêu, của Bát Tràng chẳng hạn, và những cái đồ thủ công ví dụ những cái giỏ Đà Lạt của miền Trung chẳng hạn. Thì tôi muốn sử dụng cái giải pháp đó và tôi thay thế dần dần những cái gì mà ngoại nhập về, tôi sẽ chuyển về Việt Nam. Thì hiện nay tất cả những cái hoa hay những cái phụ liệu dùng trong Hoa Yêu Thương tới 99% là gần như là chúng tôi sử dụng cái nguồn nguyên liệu của địa phương để phát triển. Sự ra đời và vận hành của mô hình điện hoa đã tạo cú hích trong hệ sinh thái. Khách hàng được tiếp cận với dịch vụ thuận tiện, dễ dàng, chi phí hợp lý, kích thích nhu cầu của người tiêu dùng. Còn người trồng hoa thì hoàn toàn yên tâm về bài toán tiêu thụ. Với mong muốn chuẩn hóa quy trình thu mua, đóng gói, anh Dương đã cùng những người cộng sự sáng lập thêm mô hình sàn giao dịch hoa tại Đà Lạt, song song với dịch vụ điện hoa, nhằm tạo ra một đầu ra bền vững cho người nông dân. Mình phối hợp với sàn giao dịch hoa tại vì mình thấy nó, thứ nhất là cái giá nó ổn định cho mình, và thứ hai là cái đầu ra của mình là nó quanh năm, mình không phải lo vào giai đoạn mắc hay rẻ hay là sao, mình không phải suy nghĩ hết. Thứ ba là mình thấy mình làm việc với một công ty lớn thì mình vẫn an tâm hơn là một làm với một cái cửa hàng, một đại lý nhỏ bên ngoài. Sàn giao dịch hoa để chúng tôi thành lập, để chúng tôi giải quyết được hai cái bài toán tiếp theo của cái ngành hoa. Bài toán đầu tiên là chúng tôi đóng gói và quy chuẩn của hoa cho người nông dân, thu mua hoa của người nông dân về, xong rồi chúng tôi bao tiêu sản phẩm cho họ với một cái giá cố định quanh năm để họ yên tâm sản xuất. Sau đó chúng tôi sẽ làm công việc khó hơn cho họ, đó là chúng tôi sẽ đóng gói và chúng tôi làm bao bì nó thật đẹp và chúng tôi bảo quản nó và đi giao đến cho cái khách hàng. Cái điều thứ hai tôi giải quyết cho người nông dân, đó là chúng tôi lo cái đầu ra cho người nông dân, đảm bảo cho người nông dân rằng là chúng tôi bao tiêu, họ chỉ việc tập trung vào vấn đề trồng trọt và khai thác thôi. Chúng tôi sẽ lo các công việc còn lại. Một trong những cái mà quản lý về em mang thử về như vậy, vấn đề này hiện nay là nói về cây gen ha, người ta vẫn thống kê về Nhật Bản khi mà sản xuất á,
khi mà hoa á, mình phải giải quyết coi là mình giải quyết từng bó một hay như thế nào đó, thì khi bó nó cho lên kệ thì mình sản xuất luôn, thì dứt điểm cái bó hay là đưa lên hai bó lúc mà 200 bông, giải quyết 200 bông đó xong mới được chất cái bó khác lên. Nếu mà chất như vậy thời gian nó bị tắc lại, nó tắc lại hay là làm tới đâu là sạch sẽ tới đó, theo quan điểm của Nhật Bản nó là như vậy. Mới đầu thì cảm giác là nó giúp các bạn nó thân như vậy thì nó hoa nó sẽ dập và nó không có đẹp, nên là mình phải quản lý ngay từ cái sản xuất, không nên cho lên ngay đó, giải quyết xong bó nào xong bó đó sạch sẽ làm bó khác. Thì cái quy trình như vậy ở dưới đây rác nó không có ở dưới đất, mà cái người ta làm cái cảm giác mà làm cái đâu xong cái đó đó thì nó sẽ hiệu quả hơn, rằng là nếu mà mình để với một cái bừa như vậy thì cái hoa nó cũng giảm tuổi thọ. Mình nghĩ trước giờ thì người nông dân họ đã quen với cái cách là làm theo thói quen và họ không biết được là nhu cầu khách hàng đang cần cái gì. Thì cái đầu tiên là chúng tôi sẽ mang cái thông tin của thị trường đến cho người nông dân và định nghĩa được cho người nông dân biết là thị trường đang cần cái loại này và chúng tôi nên làm theo loại này. Sau đó thì mình sẽ giúp cho người nông dân nhận được những cái giá trị trả về nó cao hơn so với lại việc là họ làm theo thói quen cũ và họ bán ra với lại những cái giá rất là thấp. Thì chúng tôi sẽ giải quyết được cái bài toán đó cho người nông dân. Với những nỗ lực phát triển không ngừng nghỉ, hiện nay Hoa Yêu Thương đã phát triển hệ thống với hơn 300 nhân viên, cung cấp hoa cho hầu hết các thị trường trong nước. Năm 2017 là một năm đáng nhớ khi thương hiệu này nhận được 12 tỷ đồng đầu tư giai đoạn 1 và 12 tỷ đồng tín dụng của công ty Greenwing, một nhà đầu tư nổi tiếng đến từ Hà Lan. Dịch vụ điện hoa đã đóng góp những tác động tích cực từ sự thay đổi thói quen của người tiêu dùng cho tới mạng lưới vận hành của các đơn vị kinh doanh hoa trong hệ sinh thái. Từ khi mình đã bắt đầu tự tin hơn về cái nguồn cung cấp về điện hoa á, thì lúc đó mình giống như mình có thêm một cái dịch vụ, khách hàng họ cảm thấy tin yêu mình hơn. Ví dụ như bây giờ ngoài cái việc mình phục vụ họ ở những cái đơn hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, thì bây giờ mình đã có thể nhận được những cái đơn hàng đẩy đi ở những tỉnh khác. Và thông qua cái sàn giao dịch cũng như là thông qua cái cách làm việc của Hoa Yêu Thương, mình đã tự tin hơn với cái điện hoa rất là nhiều. Đồng thời mình thấy rằng là bắt đầu các shop hoa khi làm việc với nhau á, bắt đầu thân hơn rồi, nên là nhận điện hoa mình cũng đã nhận được rất nhiều đơn hàng từ những cái tỉnh khác họ đặt. Trước đây vào cái thời điểm của tôi cách đây 10 năm trước, thì khi mà tôi thử nghiệm, tôi triển khai cái mô hình điện hoa đó, thì tôi thấy rằng là tôi chỉ ví dụ một cái hoa hồng thôi đi chẳng hạn, từ hồng vào thời điểm đó chỉ có khoảng 5 đến 6 màu cơ bản để người dùng có thể sử dụng được rồi. Thì cách đây khoảng 1 năm tôi đếm này, coi là hiện nay trên thị trường có bao nhiêu giống màu hồng mà Đà Lạt có trồng được. Thì cái số hiện nay chúng tôi thu thập được là nó khoảng 46 màu. Đến năm nay thì nó có thể tăng thêm vài màu nữa. Thì tôi nghĩ rằng cái số màu nó vượt qua con số 50. Có nghĩa rằng là nó hơn so với trước đây khoảng là 46 đến 47 loại hoa. Chỉ riêng về hoa hồng thôi. Thì chúng ta thấy rằng là người nông dân bắt đầu thử nghiệm và có thể nhân giống những giống hoa mới. Họ vẫn chịu học hỏi, và khi mà cái việc mà hoa hồng mà cái số lượng mà họ trồng á, cái năng suất họ cũng cao hơn rất nhiều. Khi cái nhu cầu điện hoa phát triển như thế thì mình thấy là bắt đầu lượng hoa mua nhiều, nông dân họ có động lực để họ trồng những cái loại hoa lạ. Thành ra lâu lâu mình lại thấy một cái loại hoa lạ, mình lại sáng tạo ra được những cái mẫu mới. Và những cái mẫu đó khi mà mình đăng lên trên Facebook, mình đăng lên trên Internet, thì có rất nhiều những cái shop khác họ tham khảo, hoặc là mình cũng tham khảo được từ những shop khác và mình học hỏi được rất là nhiều. Nói chung là hiện nay điện hoa rất là ok, và bắt đầu các shop học hỏi lẫn nhau, nên thành ra sản phẩm bây giờ ngày càng đẹp. Những đóa hoa được trồng từ sự chăm chút tỉ mỉ của người nông dân, thăng hoa trong cảm hứng sáng tạo của người thiết kế, chất chứa biết bao tâm tình, xúc cảm, gắn kết khoảng cách tâm hồn. Con đường để những đóa hoa Việt khẳng định thương hiệu và tự tin thực hiện sứ mệnh tạo nên những giá trị văn hóa, thẩm mỹ sẽ còn rất dài, rất xa. Thế nhưng chắc chắn sẽ là một hành trình tự hào và thiêng liêng khi nó được kết tinh từ trí tuệ và sự bền bỉ của những con người dũng cảm, dám dấn thân cho những khát vọng cống hiến cho cộng đồng.